Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 5 ngày 5 tháng 4 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại tỉnh ta. Và lai chín sớm huyện Phù Cừ, sai hoa tỷ lệ đậu quả cao. Xã Trung Dũng thành lập hợp tác xã nấm giúp nông dân sản xuất tiêu thụ thuận lợi. Huyện Quế Châu dẫn đầu các huyện về lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng. Các huyện Quế Châu, Tiên Lữ, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên còn nhiều điểm vi phạm chưa được xử lý theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xã Bạch Sam tồn tại nhiều hộ xây dựng trái phép công trình vi phạm hành lang đường điện 35kV. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ giới thiệu khái quát về tiềm năng lợi thế và kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua. Đồng chí nghiêm túc chỉ ra những thách thức đối với cán bộ hội nông dân trong tỉnh như trình độ cán bộ hội, tìm được mô hình hoạt động cụ thể phù hợp với từng loại hình, từng địa điểm, việc nhân rộng các mô hình điển hình và khắc phục những khó khăn của nông dân trong phát triển kinh tế như thế nào trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh các cấp hội nông dân trong tỉnh cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm tập hợp, lôi cuốn hội viên tham gia và tổ chức hội, cần sớm xây dựng mô hình hợp tác xã nông dân. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tạo nguồn vốn, hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân, tạo điều kiện cho Hưng Yên hoàn thiện dự án trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh xây dựng nhà tưởng niệm Hoàng Hoa Thám. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đề nghị tỉnh tiếp tục chú trọng đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ mới, tiêu thụ nông sản cho nông dân, nhân rộng những mô hình điển hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo của hội viên hội nông dân làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng chí gợi mở một số vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, trong đó nhấn mạnh việc tỉnh cần quan tâm đào tạo nguồn lao động có chất lượng. Các cấp hội nông dân trong tỉnh cần nghiên cứu xây dựng các tổ hợp tác xã kiểu mới theo nghề nghiệp, nghiên cứu xây dựng trung tâm công nghệ cao của tỉnh để bảo tồn nguồn gen, hỗ trợ về mặt khoa học công nghệ cho nông dân, sản phẩm nông nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Trong chương trình làm việc, buổi sáng, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, dự sinh hoạt chi hội nghề nghiệp và thăm mô hình chăn nuôi vịt của anh Ngô Đức Thắng, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, thăm mô hình chế biến nghệ của anh Hoàng Quang Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu, xã Chí Tân, huyện Quế Châu. Đây là những mô hình kinh tế điển hình tại tỉnh có thu nhập hàng tỷ đồng một năm, đồng thời tạo cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Chiều nay, Sở Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp tại Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề Đổi mới ngành may mặc Việt Nam, cơ hội mở rộng thị trường tại Pháp và châu Âu. Sự hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, các doanh nghiệp may mặc trong tỉnh. Tại hội thảo, lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam đã chia sẻ giới thiệu các thông tin cơ bản cốt lõi về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Pháp châu Âu với Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn là các điều khoản có lợi cho phát triển của ngành may mặc Việt Nam vào thị trường Pháp và châu Âu. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh những buổi chia sẻ đối thoại như hôm nay là vô cùng cần thiết cho các doanh nghiệp may trong tỉnh tìm kiếm thêm cơ hội xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Pháp và châu Âu. Dệt may là lĩnh vực có đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Hưng Yên. Tuy nhiên hiện nay, việc tiếp cận tìm hiểu về những hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết với Pháp và châu Âu còn hạn chế, dẫn đến bỏ qua nhiều cơ hội hợp tác xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Mong rằng Phòng Thương mại Công nghiệp Pháp tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam tiếp tục giúp đỡ để không chỉ sản phẩm may mà nhiều sản phẩm khác của Việt Nam được xuất khẩu nhiều hơn nữa vào thị trường Pháp và châu Âu. Năm nay, thời tiết thuận lợi, các diện tích vải lai ở huyện Phù Cừ sai hoa và tỷ lệ đậu quả cao. Hiện người nông dân trồng vải đang thực hiện các biện pháp chăm sóc vải ở giai đoạn đậu quả non để tiếp tục giành được một vụ vải năng suất cao và chất lượng tốt.
Vụ vải năm nay, toàn huyện Phù Cử có trên 500 hectare vải ra hoa đậu quả, tập trung nhiều nhất ở các xã Tam Đa, Minh Tiến và Tiên Tiến. Việc chăm sóc cây vải ở thời kỳ sau đậu quả cho đến thu hoạch rất quan trọng, có vai trò quyết định đến năng suất và sản lượng vải. Qua các buổi tập huấn kỹ thuật, người trồng vải đã được hướng dẫn cách nhận biết đúng thời điểm bón thúc cho quả, bổ sung dinh dưỡng kịp thời cho cây, bón phân cân đối, bón phân vi lượng qua lá để cây hạn chế rụng quả non và các biện pháp chăm sóc phòng trừ các loại sâu bệnh đối với mỗi giai đoạn phát triển của quả vải. Với sự tích cực và chủ động chăm sóc vải kịp thời, cộng với những kiến thức đã được tập huấn và những kinh nghiệm thực tế áp dụng chăm sóc vải trong những năm qua, hy vọng huyện Phù Cử sẽ có một vụ vải lai chín sớm đạt kết quả cao. Nhằm giúp nông dân trong xã sản xuất thuận lợi, có đầu ra sản phẩm ổn định, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ đã thành lập hợp tác xã nấm Thành Yên, thu hút 13 thành viên tham gia. Hợp tác xã nấm Thành Yên hoạt động theo phương thức liên kết và hỗ trợ các hộ thành viên trồng nấm nhỏ lẻ manh bún có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, phát huy được thế mạnh sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng, chế biến và bán sản phẩm. Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình lúc nông nhàn. Bước đầu, hợp tác xã có quy mô sản xuất khoảng 100 tấn nguyên liệu một năm, dự kiến cho thu khoảng 10 tấn nấm mỡ, nấm rơm, 17 tấn mộc nhĩ, 15 tấn nấm sò, 3 tạ nấm linh chi, hoàng đế. Doanh thu mỗi năm đạt 2 tỷ 960 triệu đồng. Trừ chi phí nguyên liệu, nhân công, khấu hao máy móc, trang thiết bị nhà xưởng, còn lãi 1 tỷ 180 triệu đồng một năm. Em hái được mấy lứa rồi? Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, huyện Khoái Châu đã dẫn đầu các huyện trên địa bàn trong việc đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, ngoài việc đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, còn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo đó, huyện đã hoàn thành 9 km đèn đường với hệ thống chiếu sáng tại 4 tuyến, gồm đường Nguyễn Khoái, đường Nguyễn Thiện Thuật, đường Sải Thị và đường huyện 57. Có 2 tuyến đường dài nhất là đường huyện 57, dài 3,4 km và đường Sải Thị với chiều dài chiếu sáng là 2,6 km. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng tại 4 tuyến nêu trên đều được lắp đặt đèn LED thế hệ mới, có tuổi thọ cao với tổng kinh phí đầu tư là 21 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên giải tỏa vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt tỷ lệ thấp. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ giao thông thủy lợi và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép năm 2017. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã xử lý trên 1.700 các công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ trên 25% so với tổng số trường hợp vi phạm đã rà soát được trong đó. Đã tự tháo dỡ giải tỏa công trình là 1.381 trường hợp, cưỡng chế 320 trường hợp. Số trường hợp còn tồn đọng chưa giải tỏa là 4.913 trường hợp. Các địa phương còn nhiều vi phạm là huyện Tiên Lữ 765 trường hợp, thành phố Hưng Yên còn 467 trường hợp, huyện Khoái Châu 1.284 trường hợp và huyện Văn Lâm 280 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã được Điện lực Mỹ Hào thường xuyên nhắc nhở và tuyên truyền, thậm chí là cho ký cam kết về đảm bảo an toàn điện, nhưng tại thôn Lường, xã Bạch Sam tồn tại trên 10 hộ xây dựng công trình kiên cố, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Theo đó, tại thời điểm này, trong thôn Lường, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào đã có 3 hộ đang xây dựng công trình kiên cố là nhà cho thuê trọ và công trình phụ dưới đường điện cao thế. Phát hiện ra những cái hộ mà những cái công trình vi phạm là chúng tôi thực hiện là nhắc nhở và lập biên bản, và Điện lực Mỹ Hào phát hiện và đã thông báo cho nhà ông Nguyễn Văn Cường là dừng ngay việc thi công và đã lập biên bản tại chỗ và đã có xác nhận của chính quyền xã, và Điện lực cũng đã thực hiện là gửi thông báo đến chính quyền địa phương là yêu cầu nhà ông Cường là phải dừng ngay việc thi công nhà và trả lại nguyên trạng so với ban đầu. Điển hình về vi phạm an toàn điện và lấn chiếm đất công ích xây dựng công trình gồm các gia đình anh Nguyễn Văn Cường xây 6 phòng trọ, hộ anh Cao Văn Thiết xây bếp và nhà tắm và một hộ xây công trình phụ. Tại đây có trên 10 hộ dân đang có công trình xây dựng trong phạm vi từ 3m đến 4,5m, bên đường điện cao thế 35 kV, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện. Hiện nay lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, tuy vậy một số diện tích lúa trên địa bàn huyện Kim Động đang xuất hiện nhiều đối tượng gây hại, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.
Đối tượng gây hại chủ yếu là chuột và ốc bươu vàng. Toàn huyện diện tích ốc bươu vàng là 0,5 ha và đã được người dân kịp thời phun thuốc diệt trừ nên diện tích lúa bị ảnh hưởng không nhiều. Tuy vậy, đây là thời điểm chuột đang phá hoại nhiều diện tích lúa. Tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng là 8 ha, tập trung chủ yếu ở diện tích gieo vãi và cạn nước. Một số xã có diện tích lúa bị chuột phá hoại nhiều như Toàn Thắng, Phạm Vũ Lão, Vĩnh Xá. Hiện nay bà con nhân dân đang dùng nhiều biện pháp như đặt bẫy, đánh thuốc, căng ni lông và rắc vôi để diệt chuột. Với tinh thần lá lành đùm lá rách hướng về đồng bào vùng cao, ngày 4 tháng 4, Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tổ chức chuyến công tác thiện nguyện trên một số địa bàn thuộc tỉnh Lạng Sơn. Các đoàn viên Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đến huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, đoàn đã vào động viên trao tặng quà cho cô và trò trường tiểu học Kiên Mộc 2 với 20 triệu đồng tiền mặt, cùng 1 tấn gạo, 100 đôi ủng và gần 1.000 bộ quần áo. Đây là một trong những xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cô giáo vẫn quyết tâm bám trụ địa bàn để truyền thụ cái chữ cho học sinh là con em đồng bào dân tộc Dao. Tiếp đó, đoàn đến với Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, đoàn đã tặng các cháu đang sống và sinh hoạt tại trung tâm số tiền 3 triệu đồng và 50 chiếc áo. Tổng số tiền và quà là kết quả đóng góp của các đoàn viên công đoàn và chi đoàn Sở Lao động Thương binh Xã hội. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tuân, thôn Tân Viên, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, không chỉ tích cực trong hoạt động hội mà còn đi đầu trong phát triển kinh tế, được các hội viên tin yêu và ủng hộ. Trở về địa phương với thương tật 53%, vết thương đó cũng để lại di chứng chất độc da cam cho người con gái lớn trong gia đình. Vợ lại tai biến, liệt nửa người không thể lao động. Thế nhưng cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tuân vẫn không khuất phục trước số phận, tích cực tham gia công tác hội và hoạt động địa phương. 16 năm được tin tưởng là chi hội trưởng hội cựu chiến binh thôn Tân Viên, ông không chỉ tích cực trong việc dồn thừa đổi ruộng mà còn đi đầu trong việc chuyển đổi đất ruộng kém hiệu quả sang trồng bầu. Với 6 sào bầu và trên một mẫu lúa, mỗi tháng gia đình ông đã cho thu nhập gần 10 triệu đồng. Nhận thấy mô hình trên mang lại thu nhập khá, ông đã vận động trên 100 hộ dân và các hội viên chuyển sang làm cùng. Qua hai mùa đã mang lại mức thu trên dưới 10 triệu đồng một sào. Nhờ đó mà số hội viên nghèo trong hội giảm chỉ còn 6%. Đặc biệt, có những hội viên đã trở thành điển hình làm kinh tế giỏi như cựu chiến binh Vũ Sĩ Toán, Uông Vân Ghi. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội truyền thống Đình Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu được tổ chức vào các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, tức 3 năm một lần. Lễ hội Đình Quan Xuyên cũng mang đặc trưng chung của lễ hội vùng Đồng bằng Bắc Bộ là phần lễ và phần hội. Độc đáo nhất trong phần hội phải kể đến trò vật lầu với ước nguyện cho người dân mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi bội thu. Làng Quan Xuyên nằm bên bờ sông Hồng, mang những nét đặc trưng của một làng truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ với cây đa giếng nước sân đình. Trong làng còn lưu giữ được một quần thể di tích lịch sử văn hóa phong phú. Trò vật lầu là điểm nhấn trong lễ hội Quan Xuyên do Vũ Công Chiếu sáng tạo ra để mô phỏng sự lênh đênh sông nước tưởng nhớ đến người anh kết nghĩa bị phương Bắc sát hại. Trò vật lầu bị mai một thời gian dài, đến năm 1989, khi đình làng Quan Xuyên được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, trò vật lầu mới được khôi phục lại. Theo lệ làng, lễ hội được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 2 âm lịch, trong đó trò vật lầu sẽ được diễn ra vào chiều ngày 12 và 13. Trước khi vật lầu là vật lão, mỗi làng thượng hạ phải chọn ra một cụ đại diện để vật lão. Người được lựa chọn phải đầy đủ các tiêu chí như sức khỏe tốt, gia đình song toàn, còn cả cụ ông và cụ bà, con cháu thành đạt được dân làng kính trọng. Sau khi đã thắp hương lễ thánh và ra trình làng, hai cụ biểu diễn mô phỏng ba keo vật. Khi keo thứ ba kết thúc, cha làng ùa vào cướp chiếc khố đỏ được quấn quanh người hai cụ để lấy may mắn. Việc cướp khố được diễn ra theo đúng tập tục và đảm bảo an ninh trật tự. Theo truyền thuyết là các đô vật và các cái gia đình mà nuôi con khó khăn hoặc là vất vả thì thường thường là dứt lấy cái khố để về làm khước. Các cụ ngày xưa nuôi ai mà cướp được cái này là quý lắm. Sau vật lão là vật lầu, làng Quan Xuyên bây giờ là sự hợp nhất của hai làng xưa kia, nên trong trò vật lầu sẽ được chia thành hai đội đại diện cho hai làng thượng và hạ. Làng thượng trong trang phục màu đỏ và làng hạ trong trang phục màu xanh. Mỗi đội gồm có 36 đô vật. Con số 72 đô vật
cũng mang nhiều tầng ý nghĩa. 72 đồ vật này nó biểu hiện 72 thế võ của làng. 72 vật thủ này nó có ý nghĩa những cái nơi mà thờ Chử Đầu Tử và Tiên Dung Công Chúa dọc theo sông Hồng. Trước khi bắt đầu cuộc chơi, các đồ vật tiến ra lễ thánh, hai bồ lão vừa tham gia vật lão sẽ trao quả lầu cho các đồ vật. Các vật thủ nhanh chóng chuyển quả lầu ra hố lầu cái ở sân trước của đình. Sau đó các vật thủ chia thành hai đội chạy vòng quanh sân chỉnh làng. Mỗi đội sẽ cử ra một đô vật khỏe nhất, nhanh nhẹn để ra trước cướp lầu. Nhiệm vụ của hai vật thủ là nhanh chóng lấy được quả lầu để đưa về phía đội mình. Các vật thủ còn lại bao quanh hố lầu cái. Nếu phía làng thượng được quả lầu thì các vật thủ làng hạ dồn về phía sân làng thượng để chặn họ lại. Lúc này các đô vật không được dùng tay mà chỉ được dùng lực ở chân, lấy mông và lưng làm điểm tựa để đưa quả lầu về phía hố lầu của đội mình. Đội nào đưa được quả lầu về phía hố lầu của đội mình thì đội đó thắng, nhưng đến hiện nay qua 3 trận đấu thì đều hòa, để làng nào cũng được may mắn mưa thuận gió hòa. Trò chơi vật lầu trong lễ hội đình Quan Xuyên chứa đựng nhiều ý nghĩa khác nhau. 72 vật thủ tranh nhau một quả lầu, người thì ngồi, người thì khom lưng, người thì chạy, chuyển động như những làn sóng nhấp nhô đưa đẩy thủ cấp của Đức Nghi Công trên sông. Như vậy, trò chơi đã mang ý nghĩa rất nhân văn. Trò chơi vật lầu còn khiến người ta liên tưởng đến tín ngưỡng thờ thần mặt trời, tín ngưỡng đặc trưng của cư dân lúa nước để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa sung túc. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ y tế, trạm y tế xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần phục vụ, thực hiện có hiệu quả công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Nhờ vậy, trạm y tế xã Chính Nghĩa đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân nơi đây. Để nâng cao trình độ chuyên môn, các cán bộ của trạm luôn trau dồi, nâng cao nhận thức về mọi mặt. Hiện trạm có 6 cán bộ, trong đó có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 dược sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng. Tất cả đều nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân một cách tận tình, niềm nở. Vì thế, số lượt bệnh nhân đến trạm y tế khám, chữa bệnh ngày càng đông. Chỉ tính riêng trong năm 2017, trạm có gần 4.000 lượt người đến khám chữa bệnh. Cùng với công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, thời gian qua, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia luôn được trạm y tế xã Chính Nghĩa thực hiện khá tốt. 100% số trẻ sơ sinh, trẻ em trong độ tuổi được tiêm vaccine theo quy định. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của xã hiện thấp hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình hàng năm cũng được thực hiện tốt. Trong những năm qua, vấn đề giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng luôn được xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên quan tâm. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn đã có chiều hướng giảm đáng kể trong 3 năm trở lại đây. Toàn xã Hoàng Hanh hiện có trên 230 trẻ dưới 5 tuổi, trong đó tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi của xã chỉ chiếm 3%, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm trên 4%. So với 2 năm trước đó, tỷ lệ này có chiều hướng giảm dần với 7% và trên 8% trong năm 2016, 5% và trên 6% năm 2017. Để đạt được kết quả này là nhờ địa phương đã triển khai khá hiệu quả các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, cụ thể như truyền thông về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được thực hiện và duy trì thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, cao điểm vào các dịp, tháng hành động vì trẻ em, chiến dịch uống vitamin A bổ sung và tẩy giun, ngày vi chất dinh dưỡng, tuyên truyền, tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ. Hiện nay trên địa bàn huyện Tiên Lữ có trên 300 tổ tự quản về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Sau khi được thành lập, các tổ tự quản đã phối hợp với công an địa phương tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, giúp làm giảm vấn nạn trộm cắp chó mèo, bảo vệ tài sản cho người dân, kịp thời giải quyết nhiều vụ gây rối, hòa giải mâu thuẫn gia đình, tham gia phân luồng hướng dẫn tại các nút giao thông phức tạp như tại ngã tư thị trấn Vương. Đồng thời tích cực vận động quần chúng nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tổ chức cho 100% các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương.